chấp 436 vừa chơi đã có tài khoản vương giả. Lão già đó là Xí Thiên Sứ sao? Sao có thể chứ? Ta cũng không rõ Mộ Duy rốt cuộc là người ra làm sao, nhưng Xí Thiên Sứ mà ta biết thực sự rất giống với người ở trong bức hình này. Sức mạnh của ông ta vô cùng lớn mạnh, tuyệt đối không chỉ đơn giản là mô phỏng. Lúc đó vì để yểm trợ lực lượng chính quay về, ta đã liều mạng đấu một trận với ông ta, nhưng cũng không ảnh hưởng ông ta quá nhiều, cuối cùng vẫn là thua thảm bại, từ đó cũng không vực dậy được nữa. Nếu hắn không nói dối, vậy thì cho dù Xí Thiên Sứ không phải là Mộ Duy thực sự, nhưng nhất định cũng có liên quan đến ông ấy, mọi việc càng ngày càng phức tạp rồi. Sao lại như vậy chứ? Không, nếu là như vậy thì trái lại mọi chuyện thông suốt rồi. Chú già, chú cảm thấy đây thực sự là ông ấy sao? Dù sao lão già điên đó làm cái gì thì tôi đều không cảm thấy lấy làm lạ. Các ngươi quả nhiên là quen biết nhau, vậy thì không biết trận chiến tiếp theo, các ngươi. Mày cứ việc yên tâm chuyện này, bất luận thân phận thực sự của Xí Thiên Sứ là ai thì tao đều sẽ giúp đỡ mọi người quay về thành phố Thiên Sứ. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, ta sẽ cử những thuộc hạ tinh anh đi theo ngươi. Bây giờ, sức mạnh của ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, không tài nào đi cùng với ngươi được. Nếu ngươi nhận được nhiều năng lượng thiên sứ hơn thì có thể giao nó cho ta không? Đợi sau khi ta hồi phục rồi thì ta nhất định có thể trở thành người hỗ trợ của ngươi. Lựa chọn hiện tại sẽ ảnh hưởng đến uy tín của phe phái, xin ký chủ lựa chọn cẩn thận. Uy tín hiện tại của phe phái thiên sứ, trung lập. Tất nhiên là không thành vấn đề. Nhiệm vụ tuyến chính vốn dĩ chính là phải giúp đỡ thiên sứ sa ngã mà, việc này còn ảnh hưởng đến uy tín, vậy thì còn cần suy nghĩ sao? Nhưng cũng không nên hy vọng người chỉ có cấp 250 như mày. Độ thiện cảm của Xí Thiên Sứ sa ngã dành cho cậu đã tăng lên. Uy tín hiện tại của phe phái thiên sứ sa ngã, thân thiện. Xí Thiên Sứ đại nhân ra ngoài rồi. Xí Thiên Sứ đại nhân, xin ngài hãy dẫn dắt bọn ta. Xem ra vị Xí Thiên Sứ sa ngã này tương đối được lòng dân đấy. Đối với bọn họ mà nói, thế giới này không khác gì với ngày tận thế, còn về Xí Thiên Sứ sa ngã chính là cứu tinh của bọn họ. Ngay khi Xí Thiên Sứ sa ngã xuất hiện thì mình cảm nhận được sự tuyệt vọng và bi thương của mọi người đều tan biến hết. Các ngươi đã gặp năng thiên sứ ở tầng thứ 2 chưa? Cũng tính là gặp rồi. Có thể né được đòn tấn công ma pháp của hắn, các ngươi quả nhiên là không hề đơn giản mà. Năng thiên sứ thực sự từ sớm đã bị sát hại rồi, kẻ giả mạo đã phục chế phần lớn sức mạnh của hắn. Ma lực của hắn vô tận, hơn nữa còn vô cùng gian xảo, là sự tồn tại rất khó đối phó. Các ngươi đều rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn lúc ta đang ở thời kỳ đỉnh phong, cho nên ta rất có lòng tin vào các ngươi. Chỉ là cô gái này, tôi đúng thật là có hơi yếu, chỉ có thể cổ vũ mọi người thôi. Không, cô là người đặc biệt nhất, ta cảm nhận được ma lực rất lớn mạnh ở trong cơ thể của cô, nhưng lại bị sức mạnh nào đó hạn chế mất rồi. Ma lực của cô lại nảy sinh cộng hưởng với quầng sáng cổ xưa sao? Đây rốt cuộc là vị thần vĩ đại, lẽ nào đây cũng là sự hướng dẫn của ngài chăng? Quầng sáng cổ xưa bị hư hỏng, chưa giám định. Quầng sáng của thiên sứ không tỏa ra ánh sáng, nhưng vẫn còn sót lại một chút dao động của ma lực, đang đợi người kế thừa tiếp theo. Vẫn chưa biết rõ hiệu quả. Đây là di vật thời xa xưa được tộc của ta lưu truyền lại, nó vẫn chưa tìm được người kế thừa thích hợp. Nếu nó đã nảy sinh cộng hưởng với cô gái này, thì có lẽ có thể hóa giải phong ấn ở trên người của cô gái này đó. Ta thực sự không biết làm sao báo đáp ơn tình của ngươi, hy vọng cái này có thể giúp được các ngươi. Thông tin về hiệu quả vẫn còn là ẩn số, sao có để kỳ kỳ mạo hiểm được. Hệ thống, hoán đổi tài khoản mod, giám định đạo cụ. Hoàn tất giám định, quầng sáng của thần thánh Xí Thiên Sứ bị hư hỏng. Dao động yếu ớt đã ngủ yên mấy ngàn năm, có vẻ đang tỏ vẻ thích thú đối với sự xuất hiện của người thừa kế. Hiệu quả của trang bị, giới hạn nhân vật đặc biệt, nhận được lượng lớn ma lực. Xem ra đúng thật là không có tác dụng phụ. Kỳ kỳ, đạo cụ này đúng thật có thể tăng cường sức mạnh của em, nhưng anh cần biết em nghĩ gì ở trong lòng, có thể nói cho anh biết không? Diệp Hạo, chỉ cần có thể giúp được anh, có là chuyện gì thì em cũng bằng lòng. Đồ ngốc, em không thể ăn nói tùy tiện như vậy được. Sáng chói, lợi hại quá, cũng ấm áp nữa. Kỳ kỳ thần thánh Xí Thiên Sứ, kỳ kỳ thần thánh Xí Thiên Sứ. Xí Thiên Sứ hồi phục hoàn toàn thực lực sẽ là cấp 9, tương đương với cấp 250. Thần thánh Xí Thiên Sứ cũng giống vậy, nhưng thực lực mạnh hơn. Không ngờ lại Xí Thiên Sứ đại nhân thế hệ đầu. Đây nhất định là ý chỉ của thần thánh mà. Có chuyện gì vậy Hùng? Sao mày lại quỳ xuống thế? Bốn đôi cánh trắng tinh khiết, hai đôi màu đen thẫm, đây chính là thần thánh Xí Thiên Sứ sáu đôi cánh thế hệ đầu, cũng chính là tổ tiên của bọn ta. Trong quá khứ, thế giới đã từng rơi vào nguy hiểm. Lúc sáng lập thế giới thì các thiên sứ thần thánh vì để giải cứu thế giới mà hy sinh bản thân, chỉ còn quầng sáng của Xí Thiên Sứ. Sau đó thì tộc thiên sứ bọn ta mới được thần thánh sáng tạo ra. Nhiều năm như vậy, chưa từng có thiên sứ nào xảy ra cộng hưởng với nó, ta vốn tưởng cô ấy chỉ là đơn thuần nhận được sức mạnh.
Không ngờ cô ấy lại có thể trở thành thần thánh xí thiên sứ thế hệ mới. Lẽ nào cô ấy chính là linh hồn chuyển thế của thế hệ đầu chăng? Đây nhất định là ý chỉ của thần thánh. Linh hồn chuyển thế? Không đúng, Kiki rõ ràng là người dân ở trong phó bản rừng rậm sinh mệnh mà. Nhưng tại sao cô ấy lại xảy ra cộng hưởng với quầng sáng của thần thánh xí thiên sứ chứ? Lẽ nào thần thánh thiên sứ thực ra vẫn chưa chết mà là đi đến các phó bản, sau đó biến thành Kiki? Nhưng suy đoán này có hơi khó tin đấy. Diệp Hạo, oái. Em trở nên mạnh hơn rồi đó, như vậy thì em có thể giúp anh được nhiều hơn nhỉ, lấp lánh. Lấp lánh. Tất nhiên rồi, Kiki là giỏi nhất, he hơ. Cho dù có được sức mạnh, nhưng Kiki vẫn là Kiki đó. Tôi cũng thật lòng vui thay cho cô ấy, cũng có một chút ngưỡng mộ nữa. Xuất phát thôi, đi đến thành phố thiên sứ thôi nào. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.